Kính thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 4, mình sẽ ra trại của mình để thăm một tổ chè. Trong khi đó là video clip trước, mình cũng đã quay và xem cái tổ chè mình đã bắt một ổ, bán con 4 con rồi. Trong quá trình mấy ngày, mình đã ra thăm xem thế nào, xem cái ổ chè mình đã làm và để cho nó sinh sôi nảy nở. Không biết được thế nào rồi đây. Mình ở nông thôn thì chuyên đi đất đai nó rộng, mình hay làm clip này. Như các bạn trẻ thấy, tổ chè mình đã làm như này nhá. Đấy, quá trình như này rồi mình xem nào. Ui giời, kính thưa quý vị các bạn trẻ, đã được 4 trứng rồi. Đấy, 4 trứng của mình ơi. Nhìn thấy chưa? 4 trứng em nó đã được 4 trứng rồi. À, 3 trứng. Chính xác là 3 trứng nhá, nhìn rõ nhá. Bạn để mình zoom cho xem. Đấy, cột tổ của mình làm rất đơn giản. Đấy, đã được 3 trứng rồi. Đấy, sau thành quả của mình đã là chia sẻ cho các bạn xem cái clip này. Đấy, có hữu ích không? Mà ai muốn học hỏi tư vấn về bẫy tổ chè, điện thoại và chia sẻ clip này cho mình nhá. Mình phục vụ kênh Chim Cú Gáy Hay. Số điện thoại mình 0363745126. Mình tên là Lâm nhá. Clip mình chào thế nào làm thế thôi. Chào các bạn nhá. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.